Cục Cảnh sát Nhật Bản cho biết gần 60.000 cảnh sát, bao gồm cán bộ chỉ huy, sẽ được huy động đến các sân vận động của 9 tỉnh thành có tổ chức các trận thi đấu trên toàn quốc để bảo vệ cho Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo sắp khai mạc vào ngày 23 tới. Đây là số lượng cảnh sát nhiều nhất từ trước tới nay được huy động để đảm bảo an ninh cho sự kiện lớn mang tầm quốc tế được tổ chức tại Nhật Bản. Số lượng cảnh sát này đã giảm đi khoảng 3.100 người do chính phủ quyết định không cho phép khán giả tham dự vào các trận thi đấu và một số được cử đến để giúp đỡ nhân dân đang chịu thiệt hại do sụt lở đất và mưa lũ. Hơn một nửa số cảnh sát, khoảng 36.500 người, làm nhiệm vụ tại các sân vận động có ở thủ đô Tokyo. Xung quanh sân vận động chính ở thủ đô Tokyo, 90 trạm kiểm soát được thiết lập phòng xâm nhập của các chủng loại xe ô tô. Bắt đầu từ hôm nay, để giảm lưu lượng giao thông tại Tokyo, một số tuyến đường cao tốc sẽ tạm dừng hoạt động. Thủ tướng Suga Yoshihide cho rằng Thế vận hội mùa hè được tổ chức trong lúc Tokyo đang áp dụng tình trạng khẩn cấp do COVID-19. Do đó, chính phủ quyết tâm nỗ lực tổ chức Thế vận hội một cách an toàn và an tâm, triệt để thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân. Thủ tướng cho biết thêm, chính phủ cũng đã chuẩn bị những phương án kiểm tra, theo dõi các đoàn vận động viên và những người có liên quan đến từ các nước, tiến hành các biện pháp an toàn về dịch bệnh, phương án đối phó với những tình huống khẩn cấp xảy ra như khủng bố, tắc đường. Từ cuối tuần qua đến đầu tuần này là quãng thời gian vận động viên và quan chức thể thao khắp nơi trên thế giới tập trung đến Nhật Bản để tham dự Olympic Tokyo. Các thành viên này sẽ được xét nghiệm virus ngay tại sân bay. Những người có kết quả âm tính được di chuyển tới làng vận động viên tại Tokyo và các trại tập huấn trên khắp Nhật Bản. Đến nay đã có hàng chục vận động viên và những người liên quan trong các đoàn vận động viên tới Nhật Bản đã dương tính với virus, bao gồm cả chủng mới.